Cận cảnh con rắn khủng quấn ngọn cây khiến ai xem cũng nổi gai ốc. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip làm bất kỳ ai xem được cũng cảm thấy buốt lạnh nơi sống lưng khi con vật xuất hiện trong video ngang tầm cỡ của rắn ông rắn bà. Và nếu như không may bị nó cắn phải thì nạn nhân chỉ có thể trở về bằng di ảnh. Theo như chủ nhân của đoạn clip kể lại cho biết, đêm hôm nghe tiếng động lạ ở trên ngọn cây nên đã rọi đèn lên xem thử thì hoảng hồn hoảng vía khi đó là một con rắn có kích cỡ cực lớn đang uống mình trên đây. Chiếc lưỡi liên tục thò ra thụt vào, làn da bóng loáng cùng những skin được bonus thêm làm người này toát hết mồ hôi tay mồ hôi chân. Đoạn video sau khi viral đã làm nhiều người càng tò mò hơn về tên của con rắn này. Một số cho rằng đây là rắn hổ mây, loại này thì không có độc, chỉ có thầy chùa độc mà thôi. Bạn mình tháng trước nó bị hôn, tháng này phải về bằng di ảnh. Trong khi đó, một số khác thì cho rằng đây là rắn hổ hành, loại rắn khá hiền và không có độc. Ở cùng làng mình năm ngoái có một ông thấy con tương tự như này, tưởng là hổ hành nên đã bắt nó. Đến nay cũng vừa tròn dỗ đầu của ông, vì hóa ra đó không phải hổ hành. Không biết chính xác đây là rắn gì và nó có độc hay là không. Tuy nhiên cứ 10 người xem thì hết cả 10 sợ nổi gai ốc. Trong trường hợp gặp con vật này ở ngoài đời thì đầu tiên cứ phải chạy là thượng sách để bảo toàn tính mạng cái đã rồi tính tiếp.